cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nào. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sao có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi, niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta chăm nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Lòng anh hạnh phúc khi anh có em bên cạnh. Dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào, tìm đâu một nửa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn và cùng nhau sắt chia, cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm
đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc, chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào, và anh có tốt không, sẽ là đôi vai ấm như em cần. Rồi những lo lắng, những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười, cầm tay nói với anh, vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc, chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần mong chờ, và rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Và rồi anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc, chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Quý vị là cái việc hôm nay thì cũng đã được thống nhất của hai bên gia đình, và cái vấn đề thời gian thì nó cũng rất là hạn chế, cho nên là chúng ta sẽ tiến hành những cái nghi thức quan trọng và cho nhanh để cho nó kịp thời gian, bởi vì 11 giờ là phải có mặt ở nhà hàng đón khách rồi, đúng không? Cho đó thì bây giờ hôm nay á, trước tiên thì xin giới thiệu với lại gia đình nhà gái, gia đình nhà trai chúng tôi đi đến đây thì là cũng rất là đông, nhưng mà do không gian nó có hạn cho nên là những khuôn mặt có mặt đây, trước tiên xin giới thiệu là bà nội của bác, bên đây là giường để nói chung là trong nhà hết, đây là bác cô của bác luôn của chú rể, thì thành phần đại diện là như thế. Và cái vật mà chúng tôi mang đến thì còn có là 6 cái quả ở đây, và một cái khay, một cái rượu, và một cái
Lại cái là thiên lên đó. Lấy cái nắm ra luôn để bên đây chụp. Đó, nhớ lên đây chồng của anh kia luôn. Rồi quay lại cho con xin tấm hình ạ, đứng sát vào, đứng sát vào ạ. Rồi, đứng sát vào, dạ đúng rồi.
Dạ rồi, cô trao nhẫn đi ạ. Trao vòng ạ. Vui vẻ lên Vi ơi. Hôm nay không sức mà không đi. Ngày tiết mùa không hoạt cho nó là vô lực lâu. Có vui lên coi, có vui lên nha. Rồi, ôm mẹ nè, đúng rồi, hai cái má đụng nhau nè, đúng rồi, dạ rồi, hai cái má đụng nhau nha, dạ đúng rồi. Nhìn coi cái này coi, nhìn coi nha, đúng rồi, má chạm má, đúng rồi, dạ rồi, coi nha, cười lên nè, 1, 2, 3, cái nữa nha, 1, 2, 3, dạ rồi, cảm ơn ạ. Cùng cười lên nha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dạ rồi, cảm ơn. Dạ rồi, vui vẻ lên nha, vui vẻ lên nè. Dạ rồi, đúng rồi, cười lên nè. Rồi xong rồi. Xong rồi anh chú đứng sát vô cho em xin tấm hình nè. Xong chưa? Rồi, chú để ôm em cô dâu lại nè. Rồi, cả nhà nhìn em cười lên cái này. Cười lên nè, 1 2 3, cái nữa cười lên nha, 1 2 3. Dạ rồi, em cảm ơn. Quan trọng nhất là cô đã hiện xong rồi. Thì bây giờ còn một cái phần ở bên nhà trai nữa. Thời gian nữa cho nên là xin người gái vui lòng là đây là mình cảm nhất để cho ai để nhà trai xin là mời người gái cùng theo đoàn tiến giao về bên kia với nghi thức nữa là đi cho nó kịp không sức quan sức quan đúng không để coi gì mà nó sơ suất thì có mặt trong
có nghĩa là không có những cái đình lễ trên đò này, các kiểu là nó đơn giản hơn. Thì bây giờ nó chỉ có phần đó, và sau đó thì cái phần tiếp theo là một số những bà con tặng quà các bà nội hay các cô. Và tức là hôm nay gia đình nhà trai là chính thức là đón một cái thành viên mới, đó là con dâu là của gia đình nhà trai. Chúng tôi rất là lấy lòng thân hoan, và cái trước tiên thì cũng cáo ông bà đầu tiên về cái nội dung đó. Tức là hôm nay gia đình con có một thành viên mới, có một con dâu, trình với ông bà tổ tiên như vậy phù hộ cho con cháu. Thành chương. Nga bước vô, Nga với Hồng bước vô cắm ngang sáng luôn. Hai cô chú trước kìa, cô chú trước kìa. Cô chú cắm trước đi rồi mới bước lại đây. Rồi, cô giúp để từ từ để cho bạn xá. Rồi bắt đầu mình xá đi ha. Xá đi, xá đi. Rồi lần lượt cắm nha, lần lượt cô dâu trước đi. Đúng rồi. Rồi chú rể nè. Rồi, xá không ha, xá không. Ok. Xá không ấy nha, từ từ cô dâu ơi, chờ chút để. Rồi hai người cùng xá nè. Hai bạn. Và cũng nhân cái tiệc này, cũng nhân cái lễ này thì cũng tặng một những cái món quà này gì đó cho cô dâu với chú rể. Thì mình cũng còn thời gian thì để mình xúc tiến tặng ở đây cho nó vui ha. Thì về phía là tặng quà thì xin giới thiệu cái gia đình bên nội trước nè. Mời bà nội có vàng dòng gì tặng cho cô dâu để xin mời bà nội trước. Dạ rồi. À, sao mà các bạn người mà lội xuống, à mà xuống, mới mang bò. Cô rể nó có dấu lên, cô rể đây nè. Rồi, cô rể lên, nhìn mấy bên này nè, nhìn mấy bên này nè. 1, 2, 3. Tôi cái này là của chú Dũng, đã bị đúc nhưng mà chú không có về được, cho nên là chú. 1, 2, 3. Dạ rồi. Cảm ơn bà chào bác rồi, cảm ơn.
gọi là trưởng nữ lớn nữ lớn nữ lớn nhất trong cái gia đình này đó. Mỗi năm vô xin chò đó là biết rồi. Con trao quà đi con, con trao quà đi con. À. Rồi. Đó. Mỗi năm vô là phải nói xin chò cho ta biết nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, ơi. Rồi, đứng như hình con, chờ bên, chờ bên. Rồi, cả nhà mình như thế nào? 1, 2, 3. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn chú Phong. Cháu nói gì một đường nào không vậy? Rồi, cô ơi, chị ơi, chị ơi, chị đứng sát lại. Đứng sát, chú ơi. Rồi, cho con nhờ xuống. Xin cảm ơn. Rồi, cả nhà mình như thế nào? 1, 2, 3. Đến từ Quảng Đông đó. Dạ rồi. Con với 1, 2, 3. Rồi, bố ta. Bây giờ em chỉnh lại cái quà đi. Lẹ lẹ lên chứ không nhìn thấy. Xin mời bác gì ta nói gì đi. Bác Ngọt hả? Bác Minh. Bác Minh nào? À bác Minh là rồi. À bác Minh à. Bác ghi chữ ta đọc được. Rồi chào chú Minh nha. Bác ghi tên chú mà tôi không biết tên nào. À, xin mời đây là đại biểu đến từ Tây Nguyên. À. Thấy chụp sinh nhật cầm 55 không? Dạ. Thấy chụp sinh nhật cầm 55 nha. Ngoài chụp sinh nhật. Đây là những đứa con của là cô hai là đây là ba nó đây nè. Đây là một sảnh mốt đứa là còn con bé kia đâu. Chúc mừng nha. À. Rồi mọi người nhìn chụp ảnh nha. Tí ơi. Xin con nói cảm ơn to to lên bác nghe được coi. Đó vậy thôi. Nhà nhìn mấy con là 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn chị. À, xin mời tiếp theo là xin mời. Ôi nhìn đây con ạ. À. Dạ. Mời chồng. Và lần xin cảm ơn rất to lên chứ coi. Nhạc rớt anh. Đã bớt cho chú Bi ơi. Cô ơi, nhìn đây ạ, 2, 3. Cô ơi, nhìn đây ạ, 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Tiếp theo là mời anh Tư. Rồi, có một đại biểu bên nội sót là em Lai, xin mời em Lai. Đầu năm ế xô quá. Đúng rồi, bên đây nó báo hẹn báo giá nó làm chưa báo ngày á. Nhưng mà được giữ cái giá luôn. Dạ rồi. Bữa nay đẹp vậy là tự nhiên không đi họ sắp chịu nó được. Thì đồ có chứng lẽ là chị của là tiếng Nga đây. Hai ông bà. Này là người Trung Quốc. Cô chú đứng vô cho anh chụp tấm hình thôi ạ. Cả nhà mình đứng trước qua đây con. Hai vợ chồng đẹp chứ. Nhà mình như thế nào? Từ đây ạ. 1, 2, 3. À còn nữa. Trời em bà. Duyên có đây con. Đó, Duyên tí ạ. Duyên với lại lo làm việc, mọi tiền bạc cũng vợ lo. Anh nhìn sai cũng đoán được. Nhà mình như thế nào? Về nhà 1, 2, 3. Dạ rồi. Bán ra chừng vài tờ. Anh thấy không? Hối liên tục là vậy đó. Sợ cái này. Đúng rồi. Anh mới ra được mấy cái nữa. Cái gì nữa? Một người chắc che cho em.
thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông. Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm giờ. Anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắt chia. Hãy vững tin bờ vai anh. Cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay em, hãy cầm tay anh. Mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông xa. Theo ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Cùng với anh vượt ngàn bão giông. Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi. Anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắt chia. Hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay anh, hãy cầm tay anh. Mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng.
mơ sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo than đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Thank you.
Bây giờ các cô gì các bạn, các anh chị em, hôm nay gia đình chúng tôi rất là hạnh phúc, vui mừng về có sự có mặt của các anh và cô chú bác và các anh chị. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Và đặc biệt là tôi xin cảm ơn tất cả các cô dì chú bác và anh chị em ở các tỉnh thành xa xôi đã đến dự. Và cuối cùng xin tất cả mọi người buổi trưa vui vẻ. Cảm ơn. Đứng im đó nha Tý, đứng im. Đứng ngang đó chú đã ơi. Oh,
tính thôi. Rồi, nhớ nâng ly lên nào. 1, 2, 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.